chào cả nhà mình nha. Vân mua hai hộp thì được 36 trái. Vân ăn trước một trái để còn lại 35 trái cho cái số nó động vật. Và để lấy cái cuốn xí chỗ trong cái học ở đây. Vì là quả dâu chiếm hai ngăn cho nên là chỗ bỏ rác cũng phải tương ứng hai ngăn. Còn đây là cái chén muối ớt của em. Rồi, bắt đầu ăn thôi. Chả thứ nhất. Xong chả thứ hai. Thưa các bạn, lúc nhỏ thì mình cũng như các bạn đồng trang lứa rất là thích được lên tivi. Nhưng cho đến giờ, từng tuổi này rồi cũng chưa có một cái kênh nào người ta mời cả. Thế nên mình lập một cái kênh YouTube của riêng mình, lâu lâu mở TV xem, thậm chí còn chụp hình lại post Facebook nữa đó. Cảm giác sướng. Khi ở Việt Nam, Vân được xếp vào nhóm những người không thành công, mặc dù bây giờ cũng chưa thành công vì kênh YouTube là chưa được bật kiếm tiền. Một trong những cái lý do mà trong nhóm không thành công là vì không có chồng. Nên bây giờ sẵn làm vlog, em lôi cu nhà ra để mọi người biết là cuối cùng thì em cũng đã lấy được chồng. Hello? Điện thoại quảng cáo các bạn. Bị gián đoạn cuộc ăn. Mình không sửa đổi được người khác thì mình sửa đổi bản thân mình thôi. Cứ bơ đi rồi ăn. Chua ngọt gì mình là người cảm nhận rõ nhất. Đâu phải ai cũng thích ngọt và cũng đâu phải ai cũng thích chua. Cho tới khi mà Vân sang Mỹ á, thì Vân mới phát hiện ra cái lý do mà Vân ế chồng ở Việt Nam. Các cụ mình dạy á, khi mà bắt đầu ăn á, thì là phải ăn rau trước và ăn thịt sau. Gắp á, thì gắp cái miếng nhỏ trước rồi đến gắp cái miếng to. Hầu như Vân toàn làm ngược lại thôi. Là vì sao? Vân thích cái món ngon, món mới lạ. Mà thường cái món ngon, món mới, món lạ thì lại là không phải là món rau. Thế thôi. Mà nếu mà mình ăn rau trước á, thì mình sẽ đầy bụng. Mình còn bụng đâu mà mình ăn những cái món ngon nữa. Thế nên là ta cứ miếng to, miếng ngon là ta dứt trước cái đã. Trái này vừa to mà vừa ngon ghê luôn á. Vân nhận được rất là nhiều những cái lời khuyên. Mà thật ra nếu như mà để nghe hết những cái lời khuyên đó thì chắc là Vân sẽ bị táo bón vì còn không có thời gian để uống cho đủ nước sạch nữa là say sinh tố dâu mà uống. Mình sống cuộc đời của mình chịu trách nhiệm về những cái hậu quả cũng như kết quả mà mình đã và sẽ làm. Mình là người hiểu rõ mình nhất, mình muốn gì, mình có thể làm gì, nên thôi hãy cứ làm theo cách của mình thôi, chuyển thôi. Bỏ bỏ khóc quá, khóc quá. Vân cũng được liệt vào danh sách của những người bướng bỉnh là vì không biết nghe lời. Nhưng nhiều khi các vị ấy nói đã chắc gì có lời mà nghe. Nói chứ từ những cái lời khuyên và những cái trải nghiệm của mình thì mình rút ra được một số kinh nghiệm và mình mong chia sẻ lại cho các bạn. Mở ngoặc ở đây, các bạn thế hệ sau của mình thôi nhé. Thưa các bạn, thưa các bạn. Vân đọc được ở đâu đó người ta được chia thành bốn nhóm người. Nhóm thứ nhất là những người nói rất giỏi nhưng đồng thời cũng làm rất giỏi. Đây là những người có phẩm chất tuyệt vời, có thể là những cái ông chủ. Nhóm thứ hai là những người không nói giỏi nhưng làm rất giỏi. Nếu như giao việc cho họ thì họ sẽ cặm cụi làm và các bạn yên tâm nó sẽ ra một cái kết quả tuyệt vời. Nhưng có một nhược điểm với những người này là thường họ rất là vất vả. Vì họ thường làm một mình, họ khó mà làm việc nhóm được. Vì họ khó khăn trong cái việc mà chia sẻ
kinh nghiệm hiểu biết của mình, đồng thời là khó huy động được cái sự giúp đỡ của người khác. Một cái nhóm khác nữa là những người không nói giỏi mà cũng không làm giỏi luôn. Thì có thể là những người này họ rất là nhát, họ sợ thất bại, họ chưa bao giờ dám thử một điều gì cả, cho nên rằng họ không có kết quả thật. Còn nhóm này là nhóm nào? Là cái nhóm những người nói rất giỏi nhưng làm thì không được giỏi lắm. Nhiều khi mình chỉ cho người khác cái cách mà mình làm thì họ làm nó ra một cái kết quả tốt hơn mình nhiều. Vì Vân không phải là cái người khéo tay cho lắm. Hơn nữa, xin lý do lý chấu một xíu, cũng có thể rằng là do Vân muốn chuyên môn hóa cái việc nói hơn, cho nên rằng là cái khả năng làm nó giảm xuống. Vân nhớ đến một cái câu chuyện này, sẵn đây xin kể cho các bạn nghe. Hôm bữa hai vợ chồng mình vào một cái nhà hàng với một người bạn nữa, thì Vân gặp một cái em phục vụ, một em gái Mỹ. Phải nói rằng cô ấy rất đẹp luôn á. Lâu lắm rồi mình mới nhìn thấy một người xinh xắn như thế. Phải nói là như hoa như ngọc ấy. Và mình chế ra một câu như thế này: nếu em đủ đẹp, hãy đi làm phục vụ. Nếu chị không đủ đẹp, hãy ngồi cho người khác phục vụ. Nghe cũng ngon chứ nhỉ? Mình không đủ đẹp nhưng mà mình ngồi để người khác phục vụ mình. Xin kể tiếp, hồi ở Việt Nam, Vân đến xin việc ở một cái quán cà phê. Thì ông chủ, ông nói với Vân như thế này: em ơi, em nhìn kỹ lại em đi, mà sao em lại đi xin làm phục vụ ở đây? Với cái độ tuổi của em và với cái tình trạng sắc đẹp của em á, thì chỉ phục vụ cho các cụ từ 70 tuổi trở lên. Nhưng tiếc thay, quán của anh, cái số lượng người uống cà phê ở trong cái độ tuổi đó thì không nhiều. Cho nên thôi em ơi, em vui lòng khi nào mà em rảnh rỗi hoặc em có bạn bè gì thì em rủ tới đây uống cà phê ủng hộ anh. Ngồi đó cho mấy em trẻ nó phục vụ chứ công với trả việc gì ở đây. Thế em nhé. Các bạn thấy ai ngon hơn ai nào? Mình ngồi cho người khác phục vụ vì mình chỉ có cơ hội xài tiền thôi, chứ mình không có cơ hội kiếm tiền từ công việc, chẳng hạn như việc phục vụ. Mà thật ra đó cũng không phải là câu nói bản gốc của Vân, mà Vân nhớ đến một cái bài viết mà Vân đã đọc từ khá là lâu rồi. Tác giả nói một câu rất sốc nhưng giải thích rất hay: nếu anh biết kinh doanh, hãy ra kinh doanh. Nếu anh không biết kinh doanh, hãy dạy người khác kinh doanh. Cái câu nói đó được giải thích đại loại thế này: nếu anh biết kinh doanh, tức là những cái người mà người ta có tiềm lực tài chính nè, gọi cho nó đơn giản là có tiền nè, họ có năng lực, họ có kỹ thuật, họ có phẩm chất, họ có nhiều thứ lắm. Nhưng quan trọng một điều nữa là họ có khả năng chịu đựng rủi ro. Còn những người đi dạy người khác kinh doanh là sao? Không phải là họ không giỏi, nhưng trên một cái phương diện họ có hiểu biết, họ có kinh nghiệm, họ đã nghe ngóng rất là nhiều. Những người mà dạy người khác kinh doanh đó có thể là những cái người chuyên đi tư vấn. Họ có rất là nhiều thứ, nhưng có một thứ quan trọng mà họ không có, họ không làm được và có thể là họ không muốn làm. Họ không muốn dấn thân vào rủi ro, họ muốn nằm trong vùng an toàn, tận dụng những cái mà họ đã và sẵn có rất là tốt rồi. Vì có hai ông đang nói chuyện kinh doanh nhà hàng với nhau, thì cái ông mà sắp mở nhà hàng thì đang nói chuyện với lại một cái ông đó hiện tại là đang có một cái nhà hàng rất là thành công. Thì một cái ông khách, ông ngồi ở gần đó, thì ông mới nhảy vào, ông nói vậy nè: nếu anh muốn mở nhà hàng sao không hỏi tôi? Ông kia hỏi lại: thế tại sao tôi phải hỏi anh? Thì ông rất là bình tĩnh và ông giải thích vậy nè: vì tôi đã mở rất nhiều nhà hàng và tôi toàn thất bại không à. Thế nên tôi muốn kể cho anh nghe tôi đã làm như thế nào để bây giờ tôi toàn đi ăn nhà hàng. Với lại mỗi người mỗi việc mà, ai cũng làm YouTube thì lấy ai đi sản xuất camera cho mình quay phim, lấy ai nuôi cá trồng rau cho mình nấu canh, đúng không các bạn? Dâu vẫn còn, Vân nói chuyện tiếp nha các bạn. Người có thể chia thành 4 loại, dùng từ loại để phân biệt với cái từ nhóm lúc nãy thôi nha các bạn. Loại thứ nhất là cái người khôn mà không hề biết rằng mình khôn. Người này người ta đang ngủ mê, hãy đánh thức họ dậy, chứ không là lãng phí một nhân tài đấy anh. Loại nữa là người không hề khôn
mà cứ nghĩ rằng là mình khôn, cái gì cũng biết. Vân không có ý kiến, Vân ăn tiếp. By the way, có câu không nên để tất cả trứng vào cùng một giỏ, nhưng mà giỏ trứng thì hãy chọi chung vô một giỏ. Ăn xong rồi nha. Loại nữa là những người không biết nhưng họ ý thức rằng họ không biết. Đây là những người chất phác, thật thà, ngây thơ, thì hãy dạy họ. Họ có trở nên tốt hay không? Phần rất lớn là do người hướng dẫn. Còn người này thì sao? Được mang về từ Las Vegas đấy nhé các bạn. Đây là người khôn ngoan, hiểu biết và ý thức rằng mình biết. Đây là chuyên gia, là bậc thầy. Thứ thiệt, hãy ăn theo người này. YouTube là gì? Trước đây Vân làm kế toán, Vân định nghĩa là kế toán là luôn luôn tính toán để đạt một cái kế nào đó. Còn với YouTube, Vân chưa có rút ra được một cái slogan nào cả. Mời các bạn nhé.